Rồi, hôm nay là mình sẽ làm cái nhiệm vụ của ông Tensei. Nói chung cứ đi theo cái đường mòn này. Ủa, đường nó ở góc kia mà ta đúng không? Nếu cứ đi thẳng ở đây. Ui, đường còn dài lắm. Nhưng mà mình muốn đi săn bắn một tí, có mấy cái nhiệm vụ phụ này, với cả mình muốn mở khóa kia kia nữa. Ok, nó ở góc này đúng không? Wow. Có một đôi nó đang ra vã nhau kìa. Đúng thật, đang nằm xuống tâm sự kìa. Đôi nó tâm sự kìa. Wow. Nó ra vã nhau thật không? Ui. Con bé nó làm trò gì này? Mình có nhìn nhầm không? Ôi. Ui. What the fuck? Nó không phải con bé. Hai thằng đàn ông không ạ? Hai thằng đàn ông. Nó làm gì này? Chúng mày đùa tao à? Tôi đây. À không, đàn bà không ạ? Cái gì ấy? Bị bắt gặp chạy này. Cái gì đấy? Oh shit. Thôi kệ đi, mình đi mở cái trại kia đã. Đâu rồi? Cái này, cái chỗ nhiệm vụ này này. Nó kỳ quái. Đi đường này đi. Có hòn đá này. Tiện nhặt luôn. Cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy. Có thằng U Đam nó nhìn thấy kìa. Xong xin tí đồ ok ok xin tí đồ lên trên kia mở cái chỗ lửa trại để ngủ ấy, mình muốn mở luôn một tí vì cái chỗ này rất ít khi qua nữa. Bây giờ mở luôn đi, sau này đỡ phải mở nhiệm vụ phụ à? Giúp người quen ra, giúp người quen ra trốn thoát. Đợi nó hiện lên đã, xem mình cứu ở đâu. Kìa, đúng hướng mình cần đến hay sao ấy? Đúng mẹ nó rồi, đúng chỗ ấy luôn. Ôi chết 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 chết, quên 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 quên. Chim cú đâu? Bọn là bọn Izilla. Có mấy thằng cơ, nhiều lắm. Mình có bốn cái tổ ong. Thế là mình sẽ đáp xuống. Trước hết là phải nhìn kỹ xem còn thằng nào còn sót không. Chắc ngon rồi đúng không? Xem thằng đấy muốn mình thì mình xử. Giết cái thằng này đi. Dám giết người quen già này. Chết rồi, like coi, like coi, like coi, like coi, like coi. Ôi giời, nó ngồi xuống cho má chứ. Trượt. Bị báo động rồi, bị báo động rồi. Chết rồi, quên mất gọi con thú ra đây. Úi giời, cuối cùng xong, xem qua chết không? Xem qua chết không? Một người. Hai người. Còn ai nữa? Khéo nó giết con tin mất rồi ấy. Ôi thôi đúng rồi. Tội nghiệp quá, mình làm sơ sẩy quá. Thế nhưng mở khóa được cái này rồi đúng không? Ok, mở khóa được cái này rồi. Thế mình đi thôi. Và ôi cái gì? What the fuck? Hồ nước nóng à? Đéo có vui đâu nhá. Không có vui đâu. Xin chào.
những người nông dân chân đất. Con hổ răng kiếm đầy máu đúng không? Ok, đầy máu rồi. Cây cối nhặt hết, sao maple nhặt hết. Bọn này đang ăn uống. Bọn mày có định làm gì nhau như cái đôi vừa nãy không? Ý, có địch, có địch, có địch, có địch, có địch. Quá gọn. Ôi chết rồi, quên, vừa lấy mình không nhặt lại mấy cái thương mà mình đâm. Ôi chết, lẽ là chỉ cần chế 4 cái thôi, còn 2 cái nhặt ở đây cũng được. Ẩu quá. Bốn trăm bước chân nữa là đến. Khổ thật, mấy lần con hổ là mình giật mình rồi đấy. Ê, tê giác, tê giác. Tào phì mấy mũi lao rồi. Mày chỉ được đến vô thôi, có cái gì đâu mà khó khăn. Màu đỏ thế kia. Ui 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 ui. Cắn nó, cắn nó, cắn nó. Đâm đít, đâm đít, đâm đít. Đâm đít này, đâm đít này. Úi dồi, khổ thân con hổ. Đây, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Mày làm lá chắn cho tao, khổ mày quá. Ê khoan, nó có một cái trại của bọn nó quanh đây này. Cướp cái trại đi. Biết đâu cần dùng đến cái chỗ này đúng không? Cướp cái trại đã trông có vẻ nhỏ thôi, trông nó không có lớn lắm. Tranh thủ, thủ tranh, tranh thủ, thành tranh thủ. Ủa cào thế. Phải trèo lên à? À không, có đường mòn bên cạnh đây này. Ngồi xuống. Cú đâu? À chỉ là cái camp, cái để bonfire thôi. Đây có con hổ kìa. Đáp ong ra. Đáp ong ra. Đấy, cả hổ cả ong luôn. Lộ mỡ luôn rồi còn đâu nữa. Xong. Để mình nhặt lại cái lao đã. Không được phục phí lao làm gì. Châm lửa này. Không kịp ra nhặt luôn, sợ chứ. Skip đi. Chỉ cái bonfire thôi, còn phải cái trại. Ơ, đây, sắp bọn nó đây đây. Thôi, nhặt thế thôi. Mình đâu có thiếu đồ đâu. Kệ. Cứ phung phí đi. Cứ vui lên vì đời cho phép mà. Cái chỗ này chính ra muốn... À đâu nhầm. Đây 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 đây. Sẽ có một cái chỗ trại ở đây. Đây cái... À, không. Đấy cái vòng này. Chiếm cái trại này là sẽ phong tỏa cái chỗ này thôi. Còn có một cái trại nữa ở đây. Mình chưa mở bản đồ nên chưa biết được. Rồi đây tính sau đi. Cứ phung phí đi không phải sợ. Giết nó. Hổ trắng này. Chó ở đâu kêu gớm. Kêu như kiểu bị bóp rái nhỉ. Ê, con gì đấy, con gì đấy. Giết nó. Cùng là hổ răng kiếm cả mà. Cả đâm bít nó cho. Tao giúp mày. Ôi, nó chạy, nó chạy, nó chạy như con chó luôn. Truy sát nó. Anh thua, thua lượng rồi. Không giết được thì thôi. Ui, bỏ mẹ con vào má mút, tránh xa ra. Không nhờn với má mút được. Đúng lên đâu nhỉ? À, cứ phải đi theo cái đường mòn này cơ. Hy vọng con voi nó không nổi điên, nó đuổi mình.
Mình có làm gì đâu. Voi là động vật ôn hòa mà ta. Mình không làm gì nó không cắn mình đâu. Mặt nạ Krati. Cái nhiệm vụ này mình nhận từ lâu lắm rồi đây. Hôm nay mới làm. Đến nơi rồi. Đang tư chắc là vào cái hàng này này. Đúng rồi. Ôi mẹ ơi. Sao tối này? Cái dây, có cái dây ở quanh đây có chắc là chỉ là trèo lên thôi đúng không? Đâu rồi. Ừ, chả có cái dây nào cả. Bắt buộc phải xuống rồi. Xuống rồi. Địch biết có bơi được không này. Trồi lên thở 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 thở. Hay là ăn ăn một cái gì đó để tăng khả năng bơi lặn đi. Không có đúng không? Thế thôi bơi tiếp. Lại trồi lên thở nào. Đó, trong này là cái hang bí mật. Chỉ có bơi mới vào được thôi. Ui bỏ mẹ cái gì cơ. À cái đấy kiểu cái linh vật đấy. Cần phải lấy cái đấy. Gọi cú ra đây. Ui mẹ ơi đông thế. Có một chỗ để trèo dây này. Nhưng mà trèo dây đây thì dễ lộ lắm. Đấy, lượn một vòng là quay lại thấy một đống đồ và một đống thứ cần. Ví dụ như là địch này. Ui trở lại nữa này. Quá là nhiều luôn đi. Cái thằng báo động này nên giết nó trước đi. Nó đứng một mình mà đúng không? Sẽ không ai quan tâm là nó đã chết hay chưa đâu. Đây không phải là cái dây. Có lẽ là nên cho con hổ nó nghỉ đi. Bỏ mẹ bỏ mẹ. Con hổ đấy, con hổ làm lộ rồi đấy. Bây giờ bọn nó đang nháo nhào đi tìm cái này. Có cung xử lý được cái thằng đang ở trên cao kia thì tốt. Ok, nó chết rồi. Lộ mẹ nó rồi. Giờ đến giờ tao cần đến mày thật đấy. Lên trên đấy thì giết đi. Lên được không? Hai mày đích lên được thì buồn. Giết thằng này đây. Tốt. Mình cứ cầm cung. Một thằng chết này. Cái gì ấy? Chết ngay này. Con hổ cứ ở quanh đây đi, bảo vệ tao là được. Một thằng nữa đã chết. Núp sau lùm cây đúng không? Nấp xuống cái ui bắn trúng cái tảng đá thôi. Headshot. Ơ kìa. Đích, đích, đích nhanh được. Gọi con khác ra. Một thằng đã chết, một thằng nữa đã ra đi. Đâm một phát hai thằng luôn.
Mày chết này. Có thằng nào nữa? Còn cái thằng ở trên kia nữa thôi. Vấn đề là lên đấy kiểu gì chứ lại. Đây có cái đường trèo này. Khó thật. Máy mà mình giỏi đấy chứ. Nhạc nghe nó vẫn giận 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 nhỉ. Đường này chắc phải trèo lên thôi. Ấy. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết người à? Giết thằng kia. Mày lên trên đấy rồi mà chưa giết. Con ngu này. Rồi tốt. Trời, nó chạy thẳng qua thằng kia luôn. Ngu thế rồi chứ lại không biết bảo vệ chủ nhân thì phải. Ừ. Ủa, lên đấy làm gì? Đường này luôn được mà. Cái mặt kính ấy. Trông như cái mặt lở loét ấy, eo ơi. Đừng bỏ cho tay vào nhá. À không phải, đây chỉ là cái mặt nạ thôi đúng không? Quên ra. Ui. Lửa lửa. Rứt ra. À. Yêu ơi, nó không mặc áo đâu ông ơi. Những cái bọn thổ dân này. Trông kinh thế mà gọi là mặt nạ được. Ấy. Xúc lì, đốt cháy mày. Giờ ta sẽ thiêu rụi quen ra. Ui, hay quá. Ui, giết nó dễ thế. Lấy cái mặt nạ rồi. Giờ chạy trốn rồi. Dưới này đúng không? Ở đấy phải. À kia kia, trên kia, trên kia, trên kia. Hồ bảo vệ tao, hồ bảo vệ tao, bảo vệ tao. Treo, treo, nhanh, nhanh, nhanh. Nó ở trên, đúng không? Nó đang ở trên đúng không? Hèn nhát. Ơ, không phải đây. À đây, 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 đây. Rồi, đốt đi đã. Còn cái con kia đâu? Con kia đâu? Đây rồi. Chúng mày bướng thật. Ý, đường chạy ở đâu? Mẹ ơi, leo thang mẹ ơi. Hổ đâu ra với tao, cứu tao. Ê, đường ra đây rồi. Úi. À. Cái gì này? Con nai à? Có hình kia này chắc là trèo lên được ấy. Đây này. Đúng lên trên này không nhỉ? Hay đi đường dưới này. Úi, đường dưới là vòng tròn. Không phải đường dưới rồi, chắc chắn phải leo lên rồi. Lên thôi, lên thôi, lên thôi, lên thôi. Lên. Ok, thoát rồi. Gần thoát rồi. Giật đồng ở phía trước nha. Chết mẹ mày đi. Ra ngoài rồi. Ý, hóa ra có cái đường ở ngoài mình không biết à. Để ông bắt mình phải chui xuống cái bơi xuống cái mạch nước ngầm. Thật là vô lý. Thật là vô lý quá đi. Một bài toán áp lực. Xui, đang tế lễ ở nhà. Kubarata. Gratis. Prasqua. Krati. 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 Mặt nạ Krati. Ơ nào. Cái lão là bệnh thế nhở. Batari rất là sợ Krati. Sớm thôi. Rồi con bé đó sẽ sợ chúa tể muông thú.
Đừng bảo là úp cái mặt nạ này vào mặt mình nhá. Nó mà úp mặt mình đéo đéo đồng ý đâu này. Hãy đeo cái mặt nạ này trở thành Krati. What the? Đứng. Shit. Fuck. Rồi tôi sẽ giết Batari. Sao? Sao Taka lại có thể đồng ý một cái việc ngu xuẩn như vậy? Đeo cái mặt nạ chứa đầy nước đá của thằng Kansei này. Taka. Có thơm không? Hãy khiến con gái thần mặt trời phải gào thét đi. Ok. Được thôi. Được thôi. Rồi, đánh dấu thế thì cái nhiệm vụ này mình sẽ để tập sau thôi. Giờ mình phải ra mình xem cái game LA Noir kia đã xử lý xong chứ nó không qua up lên. Cái đoạn nhạc, những cái đoạn nhạc trong game ấy nó bị dính bản quyền, đúng ra là bị mình phải xóa bớt đi. Không biết bây giờ đã xong chưa? Từ đêm qua đến giờ mọi người không xem được. Bực quá. Xong còn phải chơi nhanh cái Resident Evil 7 nữa, mình chơi lại mà. Hôm nọ mà mình chơi đến đấy mình thấy nó khó quá, mình giảm độ khó đi một tí và mình đổi sang dùng chuột thì mình chơi lại để còn hiểu tutorial ấy, để còn hướng dẫn mình biết được các nút. Đấy thì hẹn gặp lại mọi người vào video Resident Evil 7, lát nữa mình sẽ upload nha. Hi, bye bye.